Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mở đầu nữ đế ta làm chính cung tập 201. Chiến vô song nghe thấy Tiêu Thiên nói, bắt mình đi đến trại chăn nuôi để làm công thì có chút hoảng hốt. Không biết đối phương đang muốn làm gì, đem bọn hắn đi đâu. Chiến vô song chưa kịp phản ứng, hắn và những tên còn lại đã bị Long Khâu Đạo thu vào bên trong Thánh Long Di Tích. Sau khi giải quyết mọi chuyện, Tiêu Thiên mang theo Long Khâu Đạo cùng Trung Dương Minh đi lên chiến hạm dạo một hồi. Tuy chiến hạm hư không có hình dáng như một chiếc thuyền buồm, nhưng phẩm chất cực kỳ cao, có thể di chuyển trong không gian loạn lưu mà không hề bị ảnh hưởng. Đặc biệt là bên trong chiến hạm còn có nền móng của trận pháp chiến tranh chi cửa. Chỉ riêng một chiếc chiến hạm này đã có giá trị không nhỏ, thu hoạch khổng lồ. Tưởng tượng đến việc cùng các vị nữ đế đi dạo hư không với chiếc du thuyền này, Tiêu Thiên cảm thấy vô cùng đắc ý. Đi vào bên trong khoang chiến hạm, bốn phía trên vách tường đều khắc rõ đường vân trận pháp, hàm chứa dao động linh khí mãnh liệt. Long Khâu Đạo đi vào bên trong, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng trận pháp bên trong khoang thuyền vô cùng vững chắc cực kỳ đáng sợ người xuất thủ rất mạnh long khâu đạo đôi mắt hơi hơi híp lại tỉ mỉ cảm thụ toàn bộ không gian vững chắc bên trong khoang thuyền thần sắc có chút nặng nề có thể luyện chế ra chiến hạm mạnh như vậy thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ tên kế nghi xuân vừa chết kia là cường giả hợp đạo cảnh cấp 19, nếu so với người luyện chế cái chiến hạm này về thực lực thì không khác gì một con kiến ngay chính giữa khoang thuyền có thể thấy rất rõ nền móng một cái trận pháp khảm nạm trên mặt đất bên trên trận pháp có một chút dao động phun trào không gian chấn động ở phía trên chậm rãi quanh quần. đi đến bên cạnh trận pháp long khâu đạo nửa ngồi xuống cẩn thận quan sát xem ra chỉ cần bên đây thỏa mãn điều kiện cái gọi là chiến tranh chi cửa này có thể trong nháy mắt hoàn thành trung dương minh nhìn xung quanh bên trong khoang thuyền tại đây trống rỗng nhưng bên trong có một trận pháp cường hóa không gian có thể dung nạp không ít người chỉ sợ là nơi dùng để tụ hợp của đội quân sau khi chiến tranh chi cửa được khởi động công nghệ xây dựng chiến tranh chi cửa rất thần thục nhưng cần một loại mồi dẫn vô cùng cường đại. Vuốt ve nền móng trận pháp trước mặt này, Long Khâu Đạo rất nhanh có thể hiểu được nguyên lý vận chuyển của trận pháp, huyết mạch của Thánh Ma Chí Tôn. Đích thực là một lựa chọn tốt, có huyết dịch lạc bệ hạ, sợ là có thể trực tiếp tạo ra một cái chiến tranh chi cửa. Nói đến nơi này, Long Khâu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Tư Thiên, bọn hắn có thể thông qua chiến tranh chi cửa qua đây, chúng ta cũng có thể thông qua cánh cửa này đến chỗ của đối phương. Đã như vậy còn chờ gì, mở chiến tranh chi cửa đi qua tham quan một chút. Tiêu Thiên vừa nói, vừa ngáp một cái, trước hừng sáng, chúng ta còn phải quay trở về ăn điểm tâm. Đặc biệt là Trung Dương Minh, hắn cần có một chút thời gian để nấu cơm. Trung Dương Minh chân mày run lên, lời nói này của Tiêu Thiên làm hắn có cảm giác sao mọi chuyện quá dễ dàng, việc nấu ăn cũng không cần đề cập tới. Long Khâu Đạo nhìn về phía Tiêu Thiên, trịnh trọng mở miệng. Tiêu Đại Nhân, chúng ta cần huyết dịch của lạc bệ hạ làm chìa khóa. Khi này, Tiêu Thiên từ bên trong không gian hệ thống, lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong chứa một dòng máu bốc cháy liệt diễm màu tím, đưa cho Long Khâu Đạo. Trung Dương Minh cùng Long Khâu Đạo chố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau dùng một loại ánh mắt cổ quái, nhìn đến Tiêu Thiên, cái này từ đâu mà có. Tiêu Thiên thuận miệng giải thích, khi chúng ta chuẩn bị đi, ta thuận tiện lấy một chút, lúc trước đám huyết văn tộc kia không phải có khai báo sao, ta phải chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trung Dương Minh cùng Long Khâu Đạo khóe miệng hơi hơi co quắp, tính cách lười biến của Tiêu Thiên hai người đã quá rõ. Chuyện này quá sức phi lý, hai người thật không hiểu nổi, bình thường Tiêu Thiên thật lười, lần này làm sao lại tích cực như vậy nhưng trước mắt không phải thời điểm bọn hắn suy nghĩ chuyện này. Long Khâu Đạo cầm lấy lọ máu của Lạc Nữ Ái, hướng phía nền móng trận pháp đi qua, dựa theo nguyên lý nắm được, bắt đầu nhỏ máu vào trận pháp, một cánh cửa dần dần hiện ra. Đồng thời lúc này ở một nơi xa xôi nào đó, trên bầu trời ở một thành trì, bầu trời dường như bị nứt ra, xuất hiện một giọt máu được bao phủ bởi một ngọn lửa màu tím. Âm thanh huyết dịch lưu động, làm cho binh sĩ huyết văn tộc trấn thủ nơi này phát hiện, có cái gì không đúng. Ngươi đi thông báo cho tướng quân, xảy ra vấn đề rồi, tên thủ vệ huyết văn tộc liền vội vàng hướng về người bên cạnh mở miệng được một binh sĩ huyết văn tộc vội vàng xoay người rời khỏi đi vào phủ tướng quân thông báo tình huống phía trong phủ tướng quân binh sĩ được bố trí dày đặc ở bên trong có thể nhìn thấy một trận pháp khác trên mặt đất toàn bộ trận pháp ngưng tụ thành xiềng xích gắt gao trói buộc đến một nam nhân tóc tai bù xù trận pháp không chỉ trói buộc mà còn phát ra một áp lực nghiền ép thân thể của người nam nhân này người nam nhân quỳ trên mặt đất cũng không ngừng lay động làm trận pháp di chuyển lúc này từ xa có một đám huyết văn tộc đi đến đi đầu là một tên huyết văn tộc to lớn trên người thấy rất rõ hoa văn màu máu trong tay cầm đại đao tên huyết văn tộc này dùng thân đao đập xuống mặt đất âm thanh va chạm vang dội toàn bộ trận pháp đột nhiên bạo phát sức mạnh làm cho nam nhân trong đó bị áp chế không thể cử động thật là một tên nam nhân đáng sợ ta chỉ ra ngoài một chút trận pháp này đã sắp không áp chế được ngươi xem ra ngoài việc ta phải ở đây chăm sóc ngươi thật tốt thì không có biện pháp nào khác tên cường giả huyết văn tộc ngưng mắt nhìn nam nhân trước mặt bị áp chế trên mặt đất đắc ý nói phải không thánh ma đại đế lạc phá thiên lạc phá thiên ngẩng đầu lên con ngươi màu tím xuyên thấu qua mái tóc nhìn chằm chằm tên cường giả huyết văn tộc trước mặt trên bất khí có ngon thì đem ta thả ra đánh một trận thử xem xem rốt cuộc là ai sẽ đáng thương hơn video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn